Benicio, đánh đâu! Bàn thắng của Lê Công Vinh! Như vậy là cuối cùng thì số 9 của Hà Nội TNT cũng đã có được một pha lập công. Một đường chuyền rất đẹp mắt của Benicio. Và Công Vinh đã nâng tỷ số trận đấu lên thành 5-0 cho đội chủ nhà. Một chiến thắng thuyết phục của đương kim vô địch V-League. Một bàn thắng dễ dàng đối với Công Vinh.